Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu đến cái cây thập hoa trắng. Thập hoa trắng cây này thì nó cũng ngày trước nó cũng rất là giá trị, nên là mình sưu tầm nó cũng khá là vất vả. Nhưng từ ngày phi điệp lên ngôi là những cái cây này là nó đỡ đi rồi. Thì đây là một cái cây thập hoa trắng bông rất là tròn, rất là đẹp. Đấy, đây là bông thập hoa trắng rất là tròn đẹp. Cái này mũi của nó là màu vàng, anh chị á, vàng cam. Lên hình thì trông nó hơi hồng, trông nó hơi giống mũi hồng, đúng không ạ? Đấy, nhưng đây là một cái bông rất là tròn. Như cái là cái bông thập hoa này thì bông nó rất là nhỏ đấy, anh chị ạ. Thế nên nó không phải bông to, chứ không phải như phi điệp. Size bông nó chỉ từ 1 đến 2 ạ. Từ 1,5 đến 3cm thôi. Anh chị nhá, tùy từng bông á. Ví dụ như cái bông này thì nó khoảng hơn 2cm một tí, hơn 2cm thôi, anh chị nhá. Nó rất là bé, cái thập hoa ấy. Nhưng cây này được cái dạng cánh bầu tròn như này thì đương nhiên là bông nó cũng nhỏ hơn so với những cái cây mà cánh nhỏ. Cánh ba, mình hay gọi là cánh ba tiêu á. Đấy, thì những cái cây cánh ba tiêu thì size bông nó to hơn. Còn những cái cây như bông này nó rất là tròn thì size bông nó nhỏ hơn. Kể cả phi điệp cũng vậy anh chị ạ, cây nào nó cũng thế cả thôi. Thập hoa trắng này thì nó cũng dạng như vậy. Thì nó cũng là dạng size bông rất là nhỏ, và nó không có cái size bông to, thì nó chủ yếu là những cái cây cánh nhỏ ấy anh chị ạ. Cứ cánh nhỏ thì size bông to. Còn những cây cánh to này thì thường size bông nhỏ hơn. Thì em giới thiệu sơ qua một chút về cái cây thập hoa trắng như thế này. Ngày trước ấy thì nó rất là ít mặt bông ấy, thì mình sưu tầm mình cần chính xác mặt bông. Nhưng bây giờ thì như những cây thập hoa trắng này thì nó cũng có rất là nhiều cây từ Thái về. Thì những cây từ Thái thì cánh nó cũng nhỏ thôi. Em cũng không phân định những cây Thái. Bởi vì cây Thái thì nó chỉ có một mặt bông thôi. Còn cây rừng này thì nó cái là nó đa dạng mặt bông anh chị ạ. Cây rừng mình nó rất là đa dạng mặt bông, cây Thái thì nó ít mặt bông hơn. Nhưng thực ra bản thân của cây Thái thì người ta cũng là phải sưu tầm từ rừng về thì mới có. Đấy. Về cái cây thập hoa này nó là như vậy. Thì về thân lá cây Thái, cây rừng thì nó như nhau anh chị nhé. Đấy, nó rất là nhiều hoa và xiên bông. Rất là xiên bông. Nhưng mà thường thì những cái cây mà nó ra thân từ năm trước đây, thì những thân này thì là năm nay không có hoa. Nó lại phải sang năm mới có hoa cơ anh chị ạ. Có nghĩa là nó gối đầu một năm một, chứ không phải là năm nào cũng có luôn. Đấy, thì đấy là về cây thập hoa này. Nó cũng như kiểu là cái cây hương vani hay là cây đen xuân ấy, hay đùi gà, nó cũng xem kiểu như vậy anh chị ạ. Đấy, thì cây hoàng thảo thập hoa Dendrobium alocum này thì nó dài khoảng từ 30 đến khoảng 60cm. Nó dạng giống đùi gà, dài xem đùi gà anh chị ạ. Dài xem đùi gà. Và nó không gần như không dài hơn mấy. Dài xem đùi gà. Thân của nó cũng thân nó cũng xem thân đùi gà thôi. Thân đùi gà thì nó cũng to khoảng từ 0,5 đến 1,5cm, có thể là 2cm. Thì cái này thì nó cũng có những cái thân phình to rất là như vậy. Nhưng thường cái thân này nó hay gầy hơn một chút, thì nó chỉ từ 0,5 đến 1cm thôi. Đấy, còn khi mà cái việc mà khi mà nó dừng ngọn nó tù đầu đấy mà anh chị chăm tốt thì nó vẫn phình to. Tất cả những cây mà dừng ngọn mà chăm tốt tù đầu phình to thì phi điệp hay là đen xuân hay là một số những loại khác nó cũng như vậy. Nói chung nó dừng ngọn rồi mà anh chị vẫn chăm tốt thì là nó rất là to thôi anh chị ạ. Thì đấy là cái việc mà nó dừng ngọn. Bởi vì nhiều người ta cứ bảo là dừng ngọn nó cắt nước đi để nó ra hoa, không phải thế. Đấy, cái này thì lúc nào nó cũng ra hoa mà. Cắt nước thì hay không thì quan trọng là đủ ánh sáng là nó sẽ ra hoa. Chăm sóc tốt là ra hoa được anh chị ạ. Đấy. Thân lá của cái cây hoàng thảo cây thập hoa trắng này á, thì là nó thân lá xanh sạch anh chị ạ. Tất cả những cây an ba từ địa lan, phong lan, thân lá nó xanh sạch chứ nó không ám tím anh chị ạ. Thân lá nó xanh sạch không ám tím. Đấy anh chị nhìn này, thân nó xanh sạch nhé. Đây em để cái tay đây nhìn rõ hơn. Đấy mọi người nhìn đó, xanh sạch. Từ thân mầm cho đến những cái thân già nó đây đều là xanh sạch 100%. Đấy, khi nó nhăn như thế này là do mới trồng lại. Thường thì đầu năm em rất là hay trồng lại những cái cây như này. Cây nào cũng thế thôi, cứ được 2 năm là em sẽ trồng lại.
Còn những cây mà trồng năm là có nghĩa là trồng khoảng một năm thì em không trồng lại, nhưng đến năm thứ hai em sẽ trồng lại. Đấy, như cái này đó là em cây em trồng lại, nên khi trồng lại bao giờ nó cũng bị nhăn nheo này, bởi nó mất nước, lúc nó chưa ra rễ, anh chị ạ. Đấy, với như ngọn nó vẫn phát triển. Về sau thì cái cây này nó ra rễ lại và nó hồi lại á, thì cái thân này nó sẽ phình lại anh chị nhé, chứ không phải là nó cứ nhăn nheo này mãi đâu. Đấy, thì là có nghĩa là mình cứ cung cấp đủ độ ẩm á, thì là nó không không bị nhăn. Còn đấy là về thân, còn lá của nó thì nó nhỏ, từ lá chỉ từ khoảng 2 cm thôi, 1.5 đến 2.5 cm anh chị ạ, và dài khoảng từ 5 đến 8 cm, có thể là 10 cm, phụ thuộc vào tùy vào tình trạng mình nuôi trồng, nhiều nắng ít nắng. Đấy, về cơ bản nó như vậy anh chị ạ. Đấy, đây mọi người cùng ngắm bông hoa nó, sau em sẽ nói một chút về cái bông hoa của nó anh chị nhé. Đấy, cái này thì bông nó tròn, nhưng một số những cây thảo hoa trắng khác thì bông nó không được tròn như này anh chị ạ. Đấy, thì nó tùy vào từng bông á. Cái bông này mọi người nhìn nó rất là tròn này. Đây, cái tay của em nó to thì nó size bông nó nhỏ lắm. Đấy, bông này nó chỉ được khoảng 2 đến 2,5 cm thôi. Như cái bông trên tay em nó khoảng 2,5 cm anh chị ạ. Bông trên tay em á. Đấy. 2,5 cm, cánh rất tròn, cánh mai. Cái này dạng nhìn chung nó rất là tròn. Nó là dạng cái sen cánh mai thì tùy từng người, mỗi người gọi một kiểu. Đấy, bông nào nó cánh rất là tròn, cánh bầu to. Nhưng mà cái là cái hoa của cái này, đây này anh chị nhìn này. Đây này. Đấy, nó ra thì nó hay bị thường là như này. Đấy. Thường là mình lại hơi phải ngắm cái này thì mình nhìn mới thấy được cái sự đẹp của cái bông hoa của nó. Đấy, chứ nếu mà mình nhìn thẳng ấy, nhìn ngang ấy thì sẽ không được đẹp lắm, thì nhìn hơi từ dưới là nhìn lên. Anh chị nhìn cần hoa là anh chị biết đúng không ạ? Hơi nhìn từ dưới nhìn lên. Đấy, được cái là hoa nó cũng rất là đẹp, rất là tròn. Bông hoa của nó thì nó nở vào dịp từ tháng 4 ở miền Bắc ấy. Từ tháng 4 nó khoảng tháng 8. Miền Nam nó khoảng từ tháng 3, miền Nam nở sớm hơn. Đấy. Cái này thì nó không phải là khó hoa đâu anh chị nhé. Nó rất là dễ hoa. Rất là dễ hoa. Và cái tỷ lệ ra hoa của nó cũng tương đối là nhiều, nó chiếm khoảng tầm độ 50% chiều dài của thân cây. Đấy, những cái cây mà tầm 10-15 cm anh chị nhìn ở trong góc đây, với những cái cây bé như này. Đấy, nó vẫn ra hoa này. Nó vẫn chiếm khoảng tầm 30%. Đấy, đấy là những cây bé, còn những cây to thì ở đây thì có cây, ví dụ như cái cây ngoài này nó phải chiếm tận 60%. Thì đấy thì em cứ tính là bình quân là 50% thì nó cũng có cây nọ cái kia. Và cái điều kiện để mà ra nhiều hoa thì vẫn cứ là nhiều nắng anh chị nhé. Cây trồng nhiều nắng, nhiều nắng, nhiều gió khô một chút thì sẽ ra nhiều hoa hơn. Tỷ lệ mà nảy hoa mà mình trồng muốn nó nhiều hoa nó cũng rất là dễ thôi. Phun một ít, một số những loại phân thuốc thì nó cũng đơn giản. Anh chị thể lệ bên em sẽ tư vấn. Thứ nhất là anh chị có thể phun bằng trong bộ robot, nó rất là tốt, nó có sản phẩm kích hoa, dưỡng hoa. Hoặc phun một số những cây dạng phân bón dạng nhiều lần, anh chị có thể giúp nó ra hoa được. Thì nó cũng đơn giản thôi. Cái thực hoa này thì hương thơm nó rất là thơm anh chị ạ. Thơm nó rất là thơm. Khi mình trồng một cái chậu to như này, anh chị nhìn cái chậu này của em nó to như này thì nó rất là thơm. Nó khoảng tầm độ 15 tay hoa này thì rất là thơm. Đấy, và nó nhiều như này thì hoa mình sai bông nó có hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là đẹp. Thì là cũng là một cái trong những cái cây mà rất là đáng sưu tầm, và những cái trong những cái cây lan đột biến anh chị ạ. Thì mọi người có thể xem thêm một số những cái cây khác cũng như là một số những cái giống lan khác trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa. Ở trên đó thì em có, thứ nhất là bài viết của em rất là chi tiết về thân lá, hoa, màu sắc, rồi giá cả từng loại và cách trồng, cách chăm nó anh chị nhé. Rất là đơn giản thôi. Thập hoa này nó thoáng nước y như đùi gà, mình trồng xem nhau anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác, với những cái cây hoa lan đẹp, quay video và giới thiệu đến anh chị để anh chị cùng tham khảo, tìm hiểu thêm, có thể là mình chơi sưu tầm mua, hoặc là mình biết để mà mình tham khảo anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.